Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện thập niên 60, chủ cửa hàng to bao của tác giả Hồ Đồ. Tập 56. Chương 551. Bằng không lúc trước ông ta cưới một người vợ như vậy, có thể qua được thẩm tra sao? Cũng bởi vì lần đó mà quan hệ giữa ông ta và Chu Vân Sơn căng thẳng. Bây giờ biết rõ ông có quan hệ không tốt với những người đó mà ông ta vẫn muốn lui tới với Chu Vân Sơn. Chuyện này quá không ra gì. Tôn Bá nheo mắt không nói gì, Hỉ Mai đâu? Đến nhà họ Lâm rồi, bây giờ đứa nhỏ này cả ngày đều chạy tới nhà họ Lâm, tôi cũng không quản được. Cũng không biết vừa ý Lâm Thanh Bách ở đâu, phải theo đuổi cho được. Nói đến chuyện này là bà Tôn một bụng tức giận. Chỉ dựa vào ân tình bọn họ giúp đỡ nhà họ Lâm lúc ban đầu thì nhà họ Lâm cũng không thể đối xử như thế với con gái bọn họ. Con gái bà ta cũng đâu phải không xứng với Lâm Thanh Bách đó. Đừng nói đến gì mà tình yêu hay không tình yêu, tất cả đều vì sự nghiệp cách mạng, tình yêu là cái gì chứ? Tôn Bá mặt lạnh nói, tùy con bé đi. Nếu nhà họ Lâm nghĩ rõ ràng thì chúng ta sẽ kết thông ra. Nếu không, sau này nhà chúng ta không cần quan tâm đến cái tình cảm nhiều năm gì đó nữa. Nghe ý của ông ta là vẫn đồng ý kết thông ra với nhà họ Lâm. Bà Tôn luôn nghe lời chồng mình, lúc này trong lòng cũng có sắp xếp. Lúc Hứa Nam Nam và Trương Văn Tú bưng đồ ăn ra, bầu không khí giữa Lâm Thanh Bách và Chu Vân Sơn đã khác trước rất nhiều. Chu Vân Sơn nói cười ha hả, hoàn toàn không nhìn ra vẻ uy hiếp với Lâm Thanh Bách như trước đó. Một bữa ăn vô cùng ngon miệng, buổi chiều Chu Vân Sơn phải nghỉ ngơi, Hứa Nam Nam theo Lâm Thanh Bách về nhà. Ra khỏi cửa, Hứa Nam Nam lập tức truy hỏi anh và Chu Vân Sơn đã lén lút nói gì. Lâm Thanh Bách cười thở dài, không nói gì cả. Ông ấy nói nếu như sau này anh dám đối xử không tốt với em thì sẽ một phát súng bắn chết anh. Anh sợ hãi vội vàng thề với trời rằng anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Hứa Nam Nam nghe xong đã biết là nói dối, khoác lác, anh cứ ra sức khoác lác đi. Lâm Thanh Bách nghiêm túc nói, không có đe dọa anh, mà là dụ dỗ. Nói nếu anh biểu hiện tốt, về sau sẽ đưa anh ra tiền tuyến. Đến lúc đó lập công trở về để em theo anh được sống tốt đẹp. Hứa Nam Nam vừa nghe lời này là trở nên nóng nảy, anh sẽ không đồng ý rồi đấy chứ. Không, anh nói anh còn phải cưới em về nhà. Ông ấy không nói gì nữa, có lẽ là cũng lo lắng không có ai chăm sóc em. Lâm Thanh Bách nhìn cô cười, ánh mắt hơi lập lòe. Thật ra anh nói, nếu có ngày ấy thì không thể chối từ. Lo lắng Hứa Nam Nam truy hỏi, Lâm Thanh Bách kéo cô ra khỏi khu tập thể. Nhân lúc hôm nay có thời gian, mình đi cố cùng xem đi. Hứa Nam Nam lập tức gật đầu, cô không muốn cứ quanh quẩn ở trong nhà. Quan trọng nhất là cô không muốn nhìn thấy mặt của Lý Uyển, quá đáng ghét. Lần trước vì vội vàng nên không có cơ hội vào bên. Trong cố cung, lần này Lâm Thanh Bách mua vé, hai người đi thẳng vào trong cố cung tham quan. Lúc này trời lạnh nên không có nhiều người. Ngoại trừ nhân viên công tác, về cơ bản thì chẳng thấy được mấy khách du lịch. Hứa Nam Nam nhìn cố cung lúc này chưa trải qua sự trùng tu quy mô lớn, cảm thấy có phần giống như đang du hành xuyên thời gian và không gian một lần nữa. Trái với những gì cô nghĩ, cố cung trông vẫn hơi cũ nát. Mùa đông tuyết phủ trắng xóa, còn mang theo vài phần cảm giác tiêu điều. Mặc dù thời tiết không tốt lắm, nhưng cố cung trong cảnh tuyết rơi này cũng mang một ý cảnh khác. Lâm Thanh Bách thấy cô im lặng, nghĩ là cô chê thời tiết xấu, lần sau có cơ hội chúng ta lại đến xem nhưng có thể sẽ lâu một chút. Không chừng lúc chúng ta đến sẽ lại nhiều thêm mấy người. Là ai? Hứa Nam Nam hỏi, lúc phản ứng kịp lại thì mặt đỏ lên, nhéo anh một cái, kết quả mặc quá nhiều nên toàn nhéo trúng quần áo. Chương 552. Anh gây chuyện không ít đâu, em còn phải suy nghĩ đã. Hứa Nam Nam cố ý nghiêm mặt nói, Lâm Thanh Bách nhíu nhíu mày, anh đã trêu chọc cái gì? Anh luôn luôn thành thật, trong toàn bộ khu tập thể không có đứa trẻ nào thành thật được như anh. Mấy nhóc thúi kia đào trứng chim, đốt đuôi mèo, anh không bao giờ tham gia vào những trò đó. Hứa Nam Nam cười như không cười nói, em gái Hỉ Mai của anh đấy. Nhìn người ta mấy ngày này chịu khó biết mấy, gì cũng rất vừa ý người ta. Nghe thấy tên của Tôn Hỉ Mai, vẻ mặt Lâm Thanh Bách cũng không thay đổi, mặc kệ cô ta nghĩ như nào, thái độ của anh rất rõ ràng. Nam Nam, chuyện của Hỉ Mai em yên tâm, lập trường của anh sẽ không dao động. Dì nghĩ thế nào cũng không quan trọng,
thậm chí cha anh nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Hứa Nam Nam hừ một tiếng, nếu không phải vì biểu hiện của anh cũng được thì bây giờ em đã sớm trở về Nam Giang rồi. Còn có thể ở đây nghe anh giải thích sao? Lâm Thanh Bách nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo đáng yêu của cô, nhịn không được đưa tay bóp bóp mặt cô. Nếu không phải nơi này là nơi công cộng, anh thật sự rất muốn ôm cô gái nhỏ này vào ngực rồi hôn cô. Nam Nam, khi cha và dì kết hôn, mẹ và anh đang ở Thượng Hải. Lâm Thanh Bách trịnh trọng nhìn cô, lúc đó, mặc dù ông ấy cho rằng bọn anh không còn sống nữa, hơn nữa cũng giữ mình mấy năm mới lập gia đình khác, nhưng đối với mẹ anh mà nói, đó là phản bội. Đời này của anh sẽ không bao giờ dẫm vào vết xe đổ của ông ấy. Cho nên Nam Nam à, em phải tin anh, mẹ anh không tái hôn. Hứa Nam Nam hỏi một cách ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng mẹ của anh Lâm đã kết hôn lần nữa rồi, nếu không thì làm sao thầy Hạ lại nói là con của ông ấy. Trong đầu em nghĩ gì thế? Lâm Thanh Bách bất đắc dĩ cười, bà ấy chỉ làm giúp việc cho người khác thôi. Chỉ là lúc đó bọn anh gặp được một gia đình tốt nên có một cuộc sống không tệ. Nhưng bên trong thân thể bà ấy không tốt, sau đó thì qua đời. Về sau anh được gia đình đó nhận nuôi, họ coi anh như con đẻ của họ. Nếu không phải nguyện vọng của mẹ anh là để anh nhận tổ quy tông thì anh cũng sẽ không trở lại thủ đô. Trong này lại là một câu chuyện phức tạp. Hứa Nam Nam cảm thấy chuyện này tốt hơn hết là không nên hỏi nhiều. Anh Lâm, đừng nói nữa. Em tin anh, thật đó, còn thật hơn vàng. Lâm Thanh Bách cười cười, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ của cô. Anh thích dáng vẻ cô gái nhỏ tin tưởng anh, ỷ lại vào anh. Ngày mai anh phải đến quân đội một chuyến, có thể không có thời gian bên cạnh em. Làm xong việc thì chúng ta trở về Nam Giang. Hứa Nam Nam cũng muốn trở lại Nam Giang từ lâu, nghe vậy rất vui mừng, được. Hai người về nhà, Lâm Trường Trinh không nói một lời nào về chuyện của họ ở nhà họ Chu. Nghe Lâm Thanh Bách phải đến quân đội, cũng đề nghị đi cùng, khó có một lần trở về, lần này phải thăm hỏi thêm một số người. Lâm Thanh Tùng ở bên cạnh nói với Hứa Nam Nam, nếu không ngày mai em và chị đi chơi quanh nhé. Còn chỗ nào để đi sao? Hôm nay cô đến cố cung, không thấy có cái gì mới lạ, ngược lại còn thấy rất phiền muộn. Đi dạo phố đi, dù sao cũng đến thủ đô được một lần, xem thử mấy thứ mới lạ đi. Ở đây còn có không ít hàng ngoại. Lâm Thanh Tùng hạ quyết tâm dẫn chị dâu đi mở mang tầm mắt. Mấu chốt là ngày mai Hỉ Mai nhất định sẽ đến. Đến lúc đó anh trai cậu ta không có ở nhà, sẽ lại xảy ra chiến tranh giữa ba người phụ nữ mất, cậu ta không có kiên nhẫn để ứng phó những thứ này. Hứa Nam Nam suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu ở nhà thì không bằng ra ngoài đi dạo. Ngày hôm sau, Hứa Nam Nam và Lâm Thanh Bách chia thành hai đường. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553. Trước khi đi, Lâm Thanh Bách nhìn Lâm Thanh Tùng đầy ẩn ý, nói với Hứa Nam Nam, nếu thằng nhóc này ẩu tả, lúc về em nói lại với anh. Anh à, em thành thật mà, anh cứ yên tâm đi. Cho dù trước đó cậu ta có dây dưa với chị dâu, nhưng đó không phải là do cậu ta không biết mối quan hệ của cô và anh trai cậu ta sao. Và lại, hồi đó cảm thấy chị dâu thật dễ thương, rất có duyên với nhau, nhưng bây giờ cũng không dám nghĩ tới nữa. Ngay cả anh trai cậu ta cũng ngoan ngoãn tuân theo, cậu ta không dám trêu chọc đâu. Lâm Thanh Bách liếc cậu ta một cái, thấy cậu ta rất thành thật, lúc này mới lên xe rời đi. Thật là, ngay cả giấm của em trai cũng ăn. Tôi đây là vì ai chứ? Lâm Thanh Tùng tủi thân lẩm bẩm một câu, khép tay vào tay áo. Lom khom bước ra ngoài như một ông cụ non, Hứa Nam Nam che khăn quàng cổ mỉm cười. Đợi mấy người đi ra ngoài hết rồi, Lý Uyển nhìn căn nhà trống trải, trong lòng cảm thấy rất vắng vẻ lạnh lẽo. Thanh Bách không thân thiết với bà ta, bây giờ anh Lâm có chuyện cũng không nói với bà ta, ngay cả con trai ruột Thanh Tùng của bà ta cũng không hợp với bà ta. Bà ta đã chọc đến ai? Không phải đều là vì cái nhà này sao? Kết quả là người trong nhà đi ra ngoài mà cũng không chào bà ta. Dọc đường đi theo Lâm Thanh Tùng ra khỏi khu tập thể, Hứa Nam Nam coi là đã bái phục nhân duyên tốt của Lâm Thanh Tùng. Cô và Lâm Thanh Bách lúc đi trong khu tập thể đã chào hỏi với mấy người lớn tuổi. Những người này không thường xuyên đi ra ngoài, cho nên mấy ngày nay không hề đụng phải bọn họ. Với Lâm Thanh Tùng thì khác, chỉ cần là người trẻ tuổi, dù là nam hay nữ,
nhìn thấy Lâm Thanh Tùng đều giống như nhìn thấy người thân, ai cũng gọi chào một cách ngọt ngào. Anh Tùng, anh đi đâu vậy? Đây là ai? Người thân của anh à? Đừng nói nhảm, chị dâu của anh. Lại đi thêm vài bước, anh Tùng, đây là ai vậy? Cô gái nhỏ nói có phần ghen tuông. Chị dâu của anh. Chẳng trách trông xinh đẹp quá thì ra là chị dâu. Trên đường đi, Hứa Nam Nam luôn hận không thể đặt một tấm bảng lên đầu mình, trên đó ghi dòng chữ to tôi là chị dâu của cậu ta. Hứa Nam Nam không hề nghi ngờ về việc cô và Lâm Thanh Tùng đi ra khỏi khu tập thể là có lẽ toàn bộ khu tập thể đều đã biết được mối quan hệ của cô và Lâm Thanh Bách. Ra khỏi khu tập thể, có những chiếc xe con của quân khu đi qua đi lại ở bên ngoài. Lâm Thanh Tùng không biết phải làm thế nào mà lấy được một chiếc xe con, lên xe thì thấy ấm hơn nhiều. Lâm Thanh Tùng đang không ngừng nói chuyện với tài xế đang lái xe, không hề kiêu ngạo, nói đến mức làm tài xế vui cười hớn hở. Lúc xuống xe, Lâm Thanh Tùng không còn cười vui vẻ như trước nữa. Chị dâu, liên quan đến chuyện của chị Hỉ Mai, em cũng biết trong lòng chị hẳn là thấy không thoải mái nhưng chuyện này phải tin tưởng anh trai em. Còn thái độ của cha em cũng là có lý do. Chị đừng nhìn gia đình bọn em trông rất nở mày nở mặt, thật ra hoàn toàn không phải như vậy. Lâm Thanh Tùng nói như đang tán gẫu, chuyện này liên quan gì đến Hỉ Mai? Cha em lúc trước đắc tội với một số người, vì vậy trong khu tập thể không có được nhiều mối quan hệ thân thiết thật sự. Cha em không thích nói chuyện, mấy năm nay cũng không sửa chữa các mối quan hệ đó. Cho nên khi ông có quan hệ tốt với cha của Hỉ Mai thì rất coi trọng tình bạn này. Nên khi Hỉ Mai đến nhà, cha em cũng không tiện ngăn cản. Giọng nói Lâm Thanh Tùng khó có khi mang theo vài phần phiền muộn. Còn mẹ em, con người bà ấy rất hay làm người khác không thích nhưng xuất thân của bà ấy khiến bà ấy không có tự tin. Đôi khi em rất không thích bà ấy nhưng ngẫm lại cũng hiểu được cho bà ấy sợ. Chương 554. Chị có biết cha của Hỉ Mai làm gì không? Bộ chính trị. Lâm Thanh Tùng không nói rõ ràng nhưng Hứa Nam Nam cũng nghe hiểu ý cậu ta. Lại nhìn dáng vẻ cà lơ cà phất của Lâm Thanh Tùng. Có lẽ trong lòng cậu ta hiểu hết, chỉ là bình thường giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì mà thôi. Chị dâu, dù thế nào đi nữa, sau này chị giúp em khuyên anh trai em, gia đình chúng ta. Không thể tách rời. Em biết anh trai em không thích cái nhà này. Nhưng gia đình chúng ta không thể không có anh ấy. Có thể sẽ có một ngày nào đó, nhà bọn em sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng em hy vọng trong lòng, nhà bọn em vẫn là một gia đình. Hứa Nam Nam bụng chặt khăn quàng nói, được rồi, nói mấy chuyện này làm gì chứ? Nếu anh trai cậu thực sự không quan tâm đến gia đình thì còn có thể đưa tôi trở về sao? Thực ra hôm qua cô đã nghe ra Lâm Thanh Bách có oán hận với nhà họ Lâm. Nhưng mấy năm qua anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Lâm, anh cũng là người coi trọng tình cảm gia đình. Như chuyện anh thực ra không thích Lý Uyển, nhưng vẫn đối xử tốt với Lâm Thanh Tùng. Đây là một người đàn ông rất coi trọng tình nghĩa, không cần cô khuyên anh ấy cũng sẽ không thực sự rời bỏ nhà họ Lâm. Nói xong những điều này, Lâm Thanh Tùng lại khôi phục dáng vẻ không tim không phổi, đưa Hứa Nam Nam đi dạo cửa hàng bách hóa. Cửa hàng bách hóa ở thủ đô thật sự có không ít đồ, cũng có không ít đồ nhập khẩu. Lâm Thanh Tùng muốn mua gì đó cho Hứa Nam Nam, nhưng Hứa Nam Nam không cần. Có rất nhiều thứ ở đây, nhưng cũng đắt tiền. Việc gì phải tiêu vào những thứ uổng phí này? Tôi không muốn mua gì, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đúng rồi, ở đây không phải có tứ hợp viện sao? Tôi muốn đi xem. Đi dạo cửa hàng bách hóa còn không bằng lướt tao bao. Lâm Thanh Tùng không thể hiểu rốt cuộc Hứa Nam Nam đang nghĩ gì, những cô gái trẻ tuổi không phải đều thích mua sắm này nọ sao? Chị dâu của cậu ta sao lại không giống vậy? Không nghĩ ra thì thôi, Hứa Nam Nam đã lên tiếng, cậu ta là người tiếp khách phải theo thôi. Lúc này trong tứ hợp viện không còn là kiểu cho một đại gia đình ở như trước kia, những phòng ốc này đã được thu về thành sở hữu quốc gia rồi sau đó được phân chia lại. Trong một tứ hợp viện lớn ở được không ít người, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy sự náo nhiệt bên trong. Lâm Thanh Tùng thò đầu nhìn vào bên trong, không thì chúng ta vào xem một chút nhé. Thôi, khéo mọi người lại nghĩ chúng ta đang làm gì nữa. Hứa Nam Nam lắc đầu, vào xem mất công lại phá vỡ sự tưởng tượng của cô. Đi dạo chốc lát, Hứa Nam Nam cũng cảm thấy hơi lạnh. Đang định chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó ở trong cửa, cô ngây ra một lúc. Lâm Thanh Tùng nói, sao vậy?
Hứa Nam Nam đứng đó nhớ lại một lúc, cảm thấy mình hẳn là nhớ không lầm. Dù sao hình như còn có một bộ phim quay vì thứ này, còn là phim bom tấn. Cô là một trạch nữ không quan tâm chuyện thiên hạ, cũng chỉ biết một chút tin tức thế này. Chỉ là không thể nào đâu, thứ này không phải đã đi ra nước ngoài sao, làm sao có thể ở thủ đô. Hơn nữa còn cách cố cung không xa, đi vài bước, trong lòng Hứa Nam Nam vẫn không buông bỏ được. Nếu là thật, chẳng phải đã được cô tìm thấy sao? Nếu không phải thì cũng đâu trở ngại gì đâu. Cô đột nhiên dừng lại, Thanh Tùng, tôi vừa rồi quên mua len sợi, cậu có thể giúp tôi đến cửa hàng bách hóa mua một ít len sợi không? Bây giờ đi à? Hứa Nam Nam gật đầu, tôi không muốn đi bộ nữa, cậu giúp tôi mua đi, tôi ở đây dạo chơi, chờ cậu quay lại. Lâm Thanh Tùng sờ sờ đầu, cảm thấy chị dâu này của mình thật sự muốn là phải có được. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555. Nhưng không có cách nào, ai bảo người ta là chị dâu chứ. Được, vậy chị đừng đi quá xa, đợi em ở gần đây, em sẽ quay lại ngay. Lâm Thanh Tùng dặn dò một lượt, lúc này mới vội vàng đi đến cửa hàng bách hóa. Thấy Lâm Thanh Tùng chạy xa rồi, Hứa Nam Nam mới quay lại, bước vào cổng lớn kia. Thứ vừa nãy nhìn thấy kia, bây giờ đang bị một đứa bé dùng chân đạp chơi. Cậu bé đó còn học tiếng chó sủa, gâu gâu gâu. Hứa Nam Nam nhìn chằm chằm vào vật kia, cô chưa nhìn thấy đồ thật nên không thể chắc chắn 100%, nhưng trong nội tâm cô không muốn từ bỏ thứ này. Đây không phải là thứ mà tiền có thể so sánh được. Bạn nhỏ, đây là của nhà bọn em sao? Hứa Nam Nam chỉ vào đầu chó kia nói. Cậu bé 5-6 tuổi, một tay che đầu chó và nói, đây là vượng tài của em. Một người phụ nữ đi ra khỏi phòng, nhìn Hứa Nam Nam hỏi, cô tìm ai? Hứa Nam Nam cười nói, xin chào đồng chí, tôi vừa đi ngang qua nhà mọi người, nhìn thấy cái đầu chó bằng đồng này, cảm thấy rất thú vị, muốn hỏi xem có thể đổi cho tôi được không? Lấy tiền và phiếu lương, phiếu vải đều được, cô muốn đổi cái này. Người phụ nữ nói, tôi muốn lấy về làm vật trang trí. Hứa Nam Nam lại cười nói, đây là cái duy nhất trong nhà chị phải không? Chỉ có một cái, nhưng nếu cô muốn, cũng không thể thu nó như đồ đồng vỡ phế liệu được. Thứ này vẫn còn rất hoàn chỉnh, người phụ nữ hoàn toàn phớt lờ dấu chân trên đầu chó đó. Hứa Nam Nam không có thời gian nên không có kè mặc cả với bà ta, 10 đồng, 5 cân phiếu lương. 10 đồng, 10 cân phiếu lương. Người phụ nữ thấy Hứa Nam Nam thích thứ này, dứt khoát nói một câu. Hứa Nam Nam nhìn đầu chó kia, giả vờ cắn răng, lấy ra phiếu lương toàn quốc 10 cân và 10 đồng đưa cho bà ta. Người phụ nữ ngay lập tức nhặt chiếc đầu đồng trên mặt đất đưa cho Hứa Nam Nam. Hứa Nam Nam ôm lấy rồi đi ra cửa. Đứa trẻ phía sau oa một tiếng khóc lên, vượng tài của con. Khóc cái gì, lát nữa cho con ăn bánh bao nhiều thịt. Một món đồ không bán được bao nhiêu ở trạm. Thu hồi đồ phế thải lại có thể đổi lấy 10 cân phiếu lương thực, có gì mà khóc. Hiển nhiên bánh bao nhiều thịt quan trọng hơn vượng tài, đứa trẻ nín khóc ngay lập tức. Bên ngoài, Hứa Nam Nam ôm đầu chó đi một đoạn đường, đi đến hẻm không có ai thì trực tiếp ném đồ vào trong Tao Bao. Vừa ra khỏi ngõ hẻm, Lâm Thanh Tùng cũng xách đồ chạy đến đây, nhìn thấy Hứa Nam Nam, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi em không thấy chị nên hoảng. Nếu lạc mất chị thì anh của em giết em chết mất. Hứa Nam Nam bởi vì nghĩ đến chuyện đầu chó, không có tâm trạng nói đùa với cậu ta, tôi tùy tiện đi dạo rẽ vào một con đường khác thôi. Chúng ta trở về đi, anh trai của cậu chắc cũng về rồi. Được rồi, đã đến lúc phải về rồi, chứ không anh em nhớ chị mất. Lâm Thanh Tùng cười tủm tỉm nói. Tính tình anh trai cậu ta im lìm, không biết nói lời bùi tai, cậu ta phải giúp anh mình nói nhiều hơn. Lúc về cũng là đón xe về. Trên đường đi, Lâm Thanh Tùng cho Hứa Nam Nam xem len sợi mà cậu ta mua. Hứa Nam Nam xem thử, đúng là không ít. Màu nào cũng có, hẳn mua tốn không ít phiếu nhỉ. Hơn nữa ước chừng cậu ta còn phải dựa vào cái miệng nhỏ của mình để dụ dỗ những người bán hàng đó nên mới lấy được đống sợi len này. Hứa Nam Nam cảm thấy có chút áy náy, mình chỉ lấy cớ đại thôi, người ta không chỉ chạy đi. Hình như còn hy sinh cả nhan sắc. Thực ra không cần nhiều như vậy. Lâm Thanh Tùng nói, em nghĩ chắc chắn anh em sẽ muốn một cái, chị cũng muốn mặc.
dù sao cũng đều phải đan, em tiện thể cũng lấy một cái luôn. Hứa Nam Nam, tôi chỉ biết đan khăn quàng cổ. Lâm Thanh Tùng. Chương 556. Lúc trở về nhà, Lâm Thanh Bách vẫn chưa quay lại. Tôn Hỉ Mai lại đến, đang nói chuyện với thím Lý. Lâm Thanh Tùng liếc nhìn Hứa Nam Nam một cái, thấy cô không phản ứng, lúc này mới yên tâm. Hứa Nam Nam thay giày, vẫn vào bếp nói giúp Lý Uyển nấu ăn như cũ, sau khi nhận được câu trả lời như dự liệu thì cô đi lên lầu. Tôn Hỉ Mai thấy cô đi lên lầu, mím môi, cũng đứng dậy đuổi theo. Lâm Thanh Tùng trừng mắt, sẽ không đánh nhau chứ, cậu ta vội vàng đi theo. Kết quả mới lên lầu đã thấy chị dâu vào phòng anh trai, đóng sầm cửa lại. Tôn Hỉ Mai không dám tin nhìn về phía cửa, sao cô ta lại bất lịch sự như vậy chứ? Lâm Thanh Tùng cười nhạt nhẽo, chị dâu tôi mệt mỏi, buổi sáng đi nhiều nơi rồi. Chị dâu thật là đủ thẳng thắn dứt khoát. Trong phòng, Hứa Nam Nam không rảnh quan tâm đến Tôn Hỉ Mai nữa. Cô vừa lên lầu là trong đầu vang lên tiếng tinh 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 dồn dập, ồn đến mức khiến cô choáng váng. Cô cũng không quan tâm chuyện khác nữa, nhanh chóng vào phòng tiến vào tao bao. Vừa nằm trên giường tiến vào tao bao, một đống tin nhắn hiện lên. Tôi là cậu hai, cô có chắc là cô không bán hàng giả chứ? Tôi là cậu hai, đờ mờ, đầu chó đó rõ ràng là giả, sao có thể là thật được chứ, chắc chắn là giả. Ôi, là cậu hai, cô làm giả thì làm giả. Sao dám làm giả thứ như vậy, ngay cả tay mơ như tôi cũng biết được là giả. Tôi là cậu hai, đừng tưởng không nói gì, là có thể trốn tránh sự thật. Nếu như bán cho tôi đồ ngon khác thì tôi sẽ không công khai chuyện này ra ngoài. Có lẽ thấy Hứa Nam Nam vẫn không phản hồi, cậu ta gửi một loạt biểu tượng cảm xúc sang. Hứa Nam Nam vừa rồi chính là bị chóng mặt bởi sự ồn ào của những biểu tượng cảm xúc này. Thằng nhóc thúi này, thua thiệt lần trước thật sự còn chưa lãnh đủ mà. Làm sao cậu biết đây là đồ giả, có bằng chứng không? Cùng lắm là không phải thứ đó thôi, làm sao lại là đồ giả chứ? Tôi là cậu hai, mọi người trên toàn thế giới đều biết rằng thứ này được đặt trong viện bảo tàng, không ngại nói với cô rằng thứ này là do bà cụ nhà chúng tôi quyên tặng. Hứa Nam Nam sững sờ, không thể nào, kiếp trước của cô thứ này còn lưu lạc bên ngoài không có tung tích mà. Hoặc là nói, thế giới của thằng nhóc đối diện này cũng có thứ này. Đáng tiếc lại không thể nào hỏi người đối diện ở thời đại gì, cũng không biết người đối diện ra sao. Hứa Nam Nam suy nghĩ một chút, quyết định hỏi vòng vèo một câu, bà cụ nhà cậu là ai? Nếu như là người nổi tiếng, cô có thể chắc chắn bà ấy có phải là người thế giới tương lai mà cô biết không? Tôi là cậu hai, sao tôi có thể tùy tiện nói tên cụ bà nhà tôi cho cô được chứ? Đó là nhân vật mà già trẻ lớn bé nhà chúng tôi đều phải kính trọng. Phải nói chuyện với thứ ngốc nghếch như này, Hứa Nam Nam cũng cảm thấy chán ghét. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi lại chẳng bán thứ đó, có quan tâm nó là hàng thật hay hàng giả đâu, cậu đừng tìm tôi nữa. Sau đó lại ẩn tài khoản, bây giờ có thể được nghỉ ngơi rồi. Ở một nơi xa xôi khác, sau khi người thanh niên kia phát hiện mình bị ẩn, lập tức khó chịu, lại gọi điện thoại cho anh em của mình. Người thanh niên ở đầu dây bên kia dường như có hơi không ngon giấc, tôi thức cả đêm. Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, hình như cái cửa hàng kia cũng có bán hàng giả đấy. Cô ta làm hàng giả, cũng lớn gan lắm đấy, thứ làm giả còn là thứ bà cụ quyên tặng nữa kia. Trưng bày trong viện bảo tàng lớn kia kìa, thật sự xem người khác là kẻ ngốc đấy à, cậu đừng để bị lừa. Bên kia nghe thấy thế, vang lên tiếng cách cách cạch cạch một hồi, sau đó lập tức cúp máy. Nhìn điện thoại bị ngắt, người thanh niên kia sững sờ. Người nào người nấy lớn gan thật, người thì bán hàng giả, người thì cúp điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 557. Thật là, ức hiếp cậu ta tốt tính phải không? Rất nhanh, lúc người thanh niên đeo kính nhìn cái đầu chó bằng đồng trên cửa hàng Tao Bao kia, ánh mắt cũng trợn tròn, đặc biệt là dấu chân còn, chưa được lau sạch ở trên đó. Cậu ta nhớ khi còn bé có nghe bà kể về kinh nghiệm tìm được chiếc đầu chó truyền kỳ kia. Gửi một tin nhắn đi, kết quả đối phương chỉ đáp một câu, không rảnh. Lúc Hứa Nam Nam tỉnh dậy, bên ngoài truyền tới tiếng nói của Lâm Thanh Bách. Cô vội vàng xuống giường, đứng dậy mở cửa.
Lâm Thanh Bách đứng ở cửa, tới khi nhìn thấy Hứa Nam Nam mới yên tâm, nghe Thanh Tùng nói em vừa về đã chạy vào phòng, vẫn còn mệt mỏi sao? Thời tiết ở đây lạnh hơn ở Nam Giang, anh chỉ lo cô không thích ứng nổi, có thể sẽ bị cảm. Không sao, chỉ là đi đường mệt thôi. Lâm Thanh Bách nhéo nhẹ mũi cô một cái, đi xuống ăn cơm đi đã, ăn xong thì lên nghỉ ngơi tiếp. Hai người xuống lầu, Lý Uyển đã bày biện xong thức ăn. Lâm Trường Trinh và Lâm Thanh Tùng đang ngồi ở bên bàn, cũng không biết đang nói chuyện gì mà Lâm Thanh Tùng trông như chuột gặp phải mèo vậy. Thấy Lâm Thanh Bách và Hứa Nam Nam, Lâm Thanh Tùng như nhận được đại xá, ăn cơm thôi. Lâm Trường Trinh tức giận trừng mắt với cậu ta, nhìn dáng vẻ không tim không phổi của cậu ta, cũng lười dạy dỗ tiếp. Nuôi đứa này ở bên cũng không bằng được như anh cậu ta sau này mới trở về. Lý Uyển bưng chén đũa tới, nhìn thấy Hứa Nam Nam, căng mặt nói, hôm nay Nam Nam sao thế, hỉ mai lên tìm cháu. Cháu không để ý tới người ta thì thôi, thế mà còn đóng sập cửa ngay mặt người ta là sao thế? Hỉ mai tức giận bỏ về luôn rồi đấy. Hứa Nam Nam sững sờ nói, có sao ạ, cháu vừa về đã đóng cửa, thật sự không để ý. Khi đó trong đầu cô toàn là tiếng tinh tinh tinh, nào để ý chuyện khác. Hơn nữa, cô cũng không muốn nói gì với Tôn Hỉ Mai cả. Không cần nghĩ cũng biết Tôn Hỉ Mai cũng không nói được gì tốt đẹp, cô cũng không phải kiểu tự ngược để mà đợi người ta tới nói chuyện ghét bỏ cô đâu. Lý Uyển cho cô vẻ mặt kiểu đang lừa ai đấy, bà ta cũng không tin Hứa Nam Nam không để ý, rõ ràng cô đang cố ý chọc giận Hỉ Mai. Lâm Thanh Bách gắp thức ăn cho Hứa Nam Nam, vẻ mặt không lạnh không nhạt nói, con và Nam Nam cũng chỉ ở đây có 2 ngày. Nếu không thích thì sau này sẽ không về nữa cũng được. Dì khoan dung chút, tốt xấu gì cũng để mọi người thoải mái mấy ngày này đôi chút. Rõ ràng anh rất bất mãn với hành động nhằm vào Hứa Nam Nam của Lý Uyển. Được rồi, ăn cơm thôi, không cần phải vì người ngoài mà gây bất hòa trong gia đình. Lâm Trường Trinh nghiêm túc nói, Lý Uyển cũng không thể nói tiếp được nữa, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Cũng không biết Hỉ Mai về nhà sẽ nói thế nào, lỡ như đắc tội với người ta thì phải làm sao đây. Ăn cơm chưa xong xuôi, Lâm Thanh Bách còn phải làm việc, Hứa Nam Nam thì đến nhà thủ trưởng Chu gặp thủ trưởng Chu. Hai người vừa ra khỏi nhà, bà Tôn đã tới cửa. Bình thường nhà họ Lâm và nhà họ Tôn rất gần nhau, bà Tôn đến nhà cũng không có gì lạ, chỉ là lần này sắc mặt không được tốt lắm. Buổi trưa sau khi về nhà, Tôn Hỉ Mai tức giận không thèm ăn cơm. Cô ta bị Hứa Nam Nam đóng sập cửa ngay trước mặt, cuối cùng Lâm Thanh Tùng cũng không thèm nói hộ cô ta tiếng nào, cô ta tức giận bỏ thẳng về nhà. Sau khi bà Tôn biết con gái mình chịu uất ức ở nhà họ Lâm, đi thẳng tới nhà tìm Lâm Trường Trinh và Lý Uyển. Anh Lâm, Lý Uyển, tôi cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của bọn nhỏ. Thế nhưng như thế thật quá đáng, Hỉ Mai nhà chúng tôi tới nhà hai người, nhưng có phải hai người quá xem thường nó rồi không? Để một người ngoài ức hiếp Hỉ Mai của chúng tôi. Đây là đang hạ thấp mặt mũi với ai đấy? Chương 558. Lâm Trường Trinh ngồi trên ghế sofa uống trà, không nói một câu nào. Trái lại, Lý Uyển lại đứng ngồi không yên, tôi biết Hỉ Mai tốt, hôm nay tôi cũng phê bình Nam Nam rồi, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía Hỉ Mai trong chuyện này. Quan hệ của chúng ta tốt như thế, sao tôi có thể để người khác ức hiếp Hỉ Mai được chứ, chị nói có đúng không? Nghe Lý Uyển nói thế, tâm trạng của bà Tôn mới khá hơn một chút, sự tức giận trên mặt cũng vơi đi mấy phần, nói tới. Hiện giờ trong khu tập thể cũng toàn nhắc tới chuyện Thanh Bách cưới vợ, nhà các người hành động nhanh thật đấy. Không đâu, chỉ đính hôn thôi, tôi còn chưa đồng ý đâu. Lý Uyển thở dài nói. Bà Tôn cười cười, không cần biết kết hôn hay đính hôn, đều không quan trọng. Bây giờ cũng không phải xã hội cũ, bây giờ chú trọng hôn nhân tự do, thời buổi này không hợp thì ly hôn cũng không phải không có. Huống chi chỉ mới đính hôn, cô nói xem có đúng không? Lý Uyển liếc nhìn Lâm Trường Trinh, mặc dù bà ta không thật sự quá đồng ý với quan niệm này, thế nhưng bà ta biết mẹ Hỉ Mai nói như thế là đang muốn xem thái độ của bà ta và Lâm Trường Trinh. Bà ta thì muốn tỏ thái độ, nhận người con dâu là Hỉ Mai, nhưng Lâm Trường Trinh đang ngồi bên cạnh, bà ta khó mà nói được. Thấy động tác này của Lý Uyển, bà Tôn cũng nhìn về phía Lâm Trường Trinh, anh Lâm, anh và anh Tôn là bạn bè nhiều năm. Ban đầu tôi và anh Tôn cũng thích thằng nhóc Thanh Bách này. Nhưng chúng tôi thật sự không ngờ, Thanh Bách lại nói thuyên chuyển là thuyên chuyển ngay. Bây giờ quay về lại đột nhiên dẫn theo một nữ đồng chí về, còn nói đính hôn rồi.
Nếu là tìm trong khu tập thể này thì chúng tôi cũng không nói gì khác, nhưng thằng bé lại đưa từ đâu về chứ? Tôi còn nghe nói, quan hệ của cô gái này với Chu Vân Sơn không tệ nhỉ? Anh cũng biết quan hệ giữa anh Tôn nhà chúng tôi và Chu Vân Sơn rồi đấy. Các người làm thế, anh Tôn sẽ nghĩ thế nào đây? Lời bà Tôn khiến lòng Lý Uyển hốt hoảng, bà ta nhìn về phía Lâm Trường Trinh, anh Lâm, anh nghĩ thế nào? Lâm Trường Trinh vẫn luôn rũ mắt uống trà, lúc nghe tới tên mình, ông mới nói, nếu xét về phương diện khác, tôi thật sự rất vừa ý với Hỉ Mai. Thế nhưng chị cũng vừa nói rồi, đấy, hôn nhân là tự do, Thanh Bách cũng lớn rồi, người làm cha như tôi có thể quản được sao? Bà Tôn không cho là đúng, sao lại không quản được, thuyên chuyển nó về lại đây, không gặp mặt nhau thời gian dài, đương nhiên tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Chúng ta đều là những người trải qua những năm quá khứ ấy, có ai mà thật sự dựa vào tình cảm để sống qua ngày, còn không phải vì sự nghiệp cách mạng sao? Chiến hữu cách mạng thì phải cùng chung chí hướng, Thanh Bách và một cô nhóc thì có tư tưởng gì có thể trao đổi được chứ? Nói xong, lại thay đổi đề tài câu chuyện, hay là anh Lâm xem thường Hỉ Mai của chúng tôi, thế nên anh mới quyết định thuận theo ý Thanh Bách. Chân mày Lâm Trường Trinh hơi nhíu lại, vừa lắc lắc ly trà, vừa nói, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, tôi vô cùng hài lòng với Hỉ Mai, nhưng bọn trẻ không có duyên phận, tôi cũng không còn cách nào khác. Không ngờ đã nói tới mức này, thế mà Lâm Trường Trinh vẫn nói như thế. Bà Tôn bị chọc tức tới mức bật cười, cười nói, được, anh Lâm, tôi hiểu ý anh rồi. Thôi được rồi, xem như chuyến đi ngày hôm nay của tôi vô ích rồi. Nói xong, bà ta đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt âm u. Lý Uyển vội vàng đuổi theo, kéo bà Tôn nói, chị đừng đi vội, tôi sẽ nói thêm vào. Mẹ Hỉ Mai à, tôi thật sự rất hài lòng với Hỉ Mai nhà chị, thật sự đấy. Bà Tôn lạnh lùng nhìn bà ta một cái, cô cũng không thể quyết định được chuyện này, khi nào người có thể làm chủ ở nhà cô nghĩ rõ, cứ tới nhà nói chuyện với anh Tôn nhà chúng tôi không quản chuyện này nữa. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559. Nói xong, bà ta hất tay Lý Uyển ra, lập tức rời đi. Lý Uyển vô cùng sốt ruột, không đuổi kịp, bà ta lại quay lại nói chuyện với Lâm Trường Trinh, anh nói xem sao vừa rồi anh lại nói như thế, bây giờ đã làm mích lòng với người ra rồi đấy. Mích lòng thì sao chứ, anh nói với em luôn, cho dù lần này Thanh Bách không dẫn ai về nhà, anh cũng không để Thanh Bách cưới con gái nhà bọn họ đâu. Lâm Trường Trinh hừ một tiếng, đặt ly trà xuống đi lên lầu. Tôn Bác Văn là người thế nào chứ, thứ đầu cơ trục lợi, hành động lần đó đã đắc tội không biết bao nhiêu người. Nếu không phải may mắn thì bây giờ không chắc còn có thể ở lại yên ổn ở cái khu này đâu. Ngay cả khi sau này Tôn Bác Văn có cơ hội hoành hành, thế cũng sẽ không lâu dài được. Dù sao trên đời này, cái thiện vẫn luôn áp đảo cái ác. Lúc trước ông không có cách nào khác, nhưng Thanh Bách không thể có quan hệ với một người như Tôn Bác Văn được. Nếu thật sự có một ngày như thế, ông và Thanh Bách có cắt đứt quan hệ cũng được. Lý Uyển thấy ông để lại lời này rồi lập tức đi lên lầu, trong lòng vô cùng chua xót. Hóa ra chỉ có một mình bà ta lo lắng cho cái nhà. Này thôi, mấy người còn lại đều là người không tim không phổi. Nghĩ tới thái độ của chồng và con trai dành cho mình, bà ta tủi thân ngồi trên ghế sofa lau nước mắt. Những năm qua, bà ta xây dựng quan hệ tốt với người ta ở khắp nơi, chẳng phải là vì hy vọng cái nhà này được tốt đẹp, Lâm Trường Trinh và bọn trẻ có được tương lai sao? Bây giờ ầm ĩ, ai cũng có ý kiến với bà ta. Thím Lý ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc của bà ta, trong lòng cũng không vui vẻ. Lần trước ở Nam Giang, bởi vì chuyện của Lý Tĩnh nên cảm tình giữa hai người cũng không còn như trước. Nhưng trong lòng thím Lý lại đau lòng cho người đã từng là tiểu thư này. Đứa bé do một tay mình nuôi lớn, sao có thể không đau lòng chứ? Bà ấy suy nghĩ một chút, vẫn rời khỏi phòng, cầm khăn lau nước mắt cho Lý Uyển, đừng khóc, thủ trưởng Lâm cũng nói đã nói rồi, chuyện trong nhà con cũng đừng quan tâm. Thím Lý, không phải con làm thế là vì lo sau này anh ấy không bảo vệ nổi cái nhà này sao? Thế nhưng không phải lúc đó cậu ấy cũng bảo vệ được con rồi đó sao? Lý Uyển này, không cần biết có tốt hay không, người một nhà có thể đồng lòng mới là quan trọng nhất. Con nhìn cảnh ồn ào của Lý Tĩnh đi, con muốn học theo con bé sao? Lý Uyển hít mũi một cái,
con chỉ lo sau này anh Lâm sẽ oán giận con. Có gì mà oán chứ, lúc đó lại không phải là con theo đuổi đòi kết hôn. Thả lỏng chút đi, thủ trưởng Lâm đã lên tiếng rồi, con đừng quản nữa. Bị thím Lý nói như thế, Lý Uyển không chút ra được sự bức tức và ấm ức của mình. Trong lòng bà ta cảm thấy rối rắm, cảm thấy khó chịu. Thế nhưng bà ta lại cảm thấy dường như tình cảnh hiện giờ của bà ta hình như cũng không phải là thứ mà bà ta mong mỏi. Hứa Nam Nam ở nhà thủ trưởng Chu cả một buổi chiều. Tiếp xúc với thủ trưởng Chu trong một thời gian dài, cô lại càng cảm thấy người này thật dễ sống chung. Không kiêu ngạo, bình dị gần gũi, chỉ là hay ba hoa. Lúc nói tới những chuyện huy hoàng vào thời kỳ đánh giặc, kể rất hay giống như chuyện thần thoại, hệt như bộ phim kháng Nhật tay không xé giặc ngoại xâm nổi tiếng vậy. Nói đến phần sau, thủ trưởng Chu lại bắt đầu tưởng nhớ tới những người anh em đã hy sinh. Là do vũ khí của bọn bác quá yếu, mấy cái do thời nhà Hán tạo ra toàn phải hai người cùng dùng chung một cái. Bên phía giặc Nhật Bản toàn là vũ khí do Đức chi viện. Mọi người thật sự là dùng cả tính mạng để lấp vào đấy. Nam Nam à, quốc gia sau này đều phải dựa vào mấy người thế hệ các cháu xây dựng rồi. Mấy người thời bác cũng sắp không còn sức nữa rồi. Chương 560. Trương Văn Tú nói, đang yên đang lành đi nói mấy lời này làm gì chứ, tạo thêm áp lực cho con bé. Tôi đang cảnh tỉnh bọn trẻ kia mà, đừng có thấy cuộc sống này yên bình thì được ngày nào hay ngày ấy. Hứa Nam Nam gật đầu, trong đầu cũng nghĩ về thế giới cô từng sống kia. Trong lòng cô đột nhiên có một sự thôi thúc không giải thích được, dường như cảm thấy có lẽ mình cũng có thể làm được chút gì đó. Buổi chiều, Lâm Thanh Bách đích thân tới nhà họ Chu đón cô. Hai người cùng về nhà, trong đầu Hứa Nam Nam vẫn còn quấn quýt về chuyện đó, tỏ ra không yên lòng. Mới không gặp có một buổi chiều, sao tâm trạng lại nặng nề như thế? Anh phát hiện lần này em tới thủ đô, chưa từng vui vẻ. Em rất vui, thấy được nhiều thứ, cũng nghĩ thêm nhiều thứ. Hứa Nam Nam nói, thế em suy nghĩ gì thế? Lâm Thanh Bách trêu chọc cô. Hứa Nam Nam nhìn anh chằm chằm, em muốn làm anh hùng, cứu cả thế giới. Phụt, Lâm Thanh Bách không nhịn được bật cười. Hứa Nam Nam cảm thấy không vui, cười cái gì, anh xem thường em sao? Em nghiêm túc lên thì không chừng sẽ làm được đấy. Lâm Thanh Bách nhịn cười, gật đầu, nghiêm trang nhìn cô, ừ, anh tin em có thể cứu được cả thế giới. Thế nhưng Nam Nam à, phải lượng sức mình, chúng ta có khả năng tới đâu thì làm tới đó, em nói xem có đúng không? Anh Lâm, nếu như một người có bản lĩnh làm được, nhưng có lẽ sẽ phải hy sinh tính mạng của mình thì sao? Hứa Nam Nam hỏi. Thấy cô hỏi nghiêm túc, Lâm Thanh Bách cũng không dám cười cô nữa, cũng nghiêm túc suy nghĩ, hy sinh phải chia thành rất nhiều loại. Ví dụ như anh chỉ là một người lính, anh sẽ không thể thoái thác mà sẽ xông lên phía trước, không sợ lửa đạn của kẻ địch. Nếu như anh là một cán bộ, thế anh phải giữ tính mạng của mình. Bởi vì nếu như anh chết, binh lính dưới trướng anh sẽ giải tán, toàn quân có thể sẽ chết hết. Anh nhìn Hứa Nam Nam, cũng giống như thế, nếu như một người thật sự có năng lực để cứu toàn thế giới, thế thì người đó phải đảm bảo tính mạng của mình nếu muốn tiếp tục. Nếu người đó chết, thế thì ai sẽ làm chuyện này? Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Hứa Nam Nam, anh cười xoa đầu cô, xem ra, sau này chúng ta vẫn nên bớt tới thủ đô lại, thấy em ở chung với mấy lão cách mạng là trong đầu lại suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai thu dọn đồ đạc, ngày mốt chúng ta sẽ trở về. Lâm Trường Trinh biết Lâm Thanh Bách muốn đi, ông cũng không giữ anh lại, chỉ dặn dò anh ở nơi đó phải cẩn thận. Còn phải cẩn thận hơn khi ở trong bộ đội, những người làm chính trị đều là những người mưu mẹo. Lâm Thanh Bách nói, chỉ cần bên phía thủ đô luôn ổn, thế thì bên phía con cũng sẽ không có vấn đề gì, cho con thêm một thời gian nữa là con có thể ổn định được rồi. Bên này không thành vấn đề, Lâm Trường Trinh ổn định nói. Hứa Nam Nam ngồi bên cạnh nghe, nghe có hơi căng thẳng, sau đó lại nhìn Lâm Thanh Tùng. Tên này đúng là không tim không phổi, chỉ cúi đầu vừa đọc sách vừa ăn cơm. Cô liếc một cái, nhìn thấy là sách về cơ giới gì đó. Bên trên có vẽ vài thứ, cô xem không hiểu, thế nhưng trông Lâm Thanh Tùng lại vô cùng vui thích. Đọc hiểu sao? Hứa Nam Nam có hơi nghi ngờ, nói. Lâm Thanh Tùng cảm thấy mình bị xem thường, nghiêm túc nói, đồng chí chị dâu, chị có biết chị đang làm nhục một thiên tài hay không? Em tốt xấu cũng là một nhân vật quan trọng trong trường học, em có thể không hiểu mấy thứ căn bản này sao?
có biết sau khi tốt nghiệp chúng em sẽ tới đâu không? Sẽ được điều thẳng tới những công xưởng chế tạo vũ khí đấy. Hứa Nam Nam thật sự không biết cậu ta trâu bò đến thế, thiết kế vũ khí. Vậy thì thật sự vô cùng trâu đấy. Khụ khụ, vũ khí dễ thiết kế như thế sao? Chúng em thiết kế máy tiện, một vị trí phía trên. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao của tác giả Hồ Đồ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.